Trong clip này, Đạt sẽ giới thiệu với anh em một số mánh khóe lừa đảo mới ở trên thị trường. Do người khác lừa chứ không phải do Thành lừa nha anh em. Và những cái mánh khóe này nè là do Thành đã gọi là bị vào ở trong cái đó luôn. Tức là có người muốn lừa Thành luôn nhưng mà đã không lừa được nha anh em. Cái kiểu đầu tiên là một kiểu mà nó cũng nhan nhản ở trên thị trường và hiện tại rất là nhiều người làm ở trên Facebook, Chợ Tốt, các kiểu, Facebook Market đó. Đó là người ta sẽ bán một cái món hàng mà giá rất là rẻ hơn so với thị trường. Và thường là địa điểm sẽ là ở xa để mà anh em đòi ship hàng. Thì khi mà ship đó thì người ta sẽ đòi anh em cọc một cái khoản tiền nhỏ nhỏ, 100, 200 gì đó thôi. Khi mà anh em cọc cho người ta rồi đó thì là người ta chặn anh em luôn à, người ta không có ship cái gì cho anh em hết. Đây là một cái hình thức mà nó nhan nhản luôn. Rất nhiều người lừa cái kiểu này và anh em phải thận trọng bằng cách là anh em kiểm tra cái người mà bán hàng cho anh em thật là kỹ, cái hồ sơ của họ thật là kỹ càng. Thứ hai nữa đó là nếu được anh em nhờ người ta chụp hình căn cứ công dân hoặc là chứng minh thư gì đó cho anh em, tăng cái tính an toàn lên. Nếu mà anh em chơi liều cọc thì anh em cọc một số tiền nhỏ thôi, đủ tiền ship thôi. Còn mà kêu cọc số tiền lớn thì thôi, anh em đừng có nên đụng vô nha. Dù là món hàng đó rất là rẻ thì anh em phải càng thận trọng. Của mà càng rẻ thì là càng nguy hiểm nha anh em. Cái hình thức thứ hai là Thành bị lừa ở trên Chợ Tốt. Thì bữa đó là Thành đăng bán ba cái mặt hàng, là ba cái món đồng hồ đeo tay mà Thành có cũng khá lâu rồi, Thành muốn bán đi để mua cái mới. Thì Thành đăng bán ba món một lần. Thì tối hôm đó này, có một người ở nước ngoài, có một người tự xưng là người Mỹ, mới nhắn cho Thành ở trên Chợ Tốt luôn, nói là muốn mua ba cái món này để mà nhờ Thành gửi cho cái người em của người đó học ở bên quận 5 đó. Thì đây có cái tin nhắn ở trên Chợ Tốt luôn nha anh em. Và sau đó người ta lấy số điện thoại của Thành và add Zalo để mà nói chuyện, để mà tăng cái độ tin tưởng lên đó. Thì Thành sẽ gửi cái Thành sẽ show cái đoạn chat lên cho anh em coi luôn cho nó vui nha. Đây Elizabeth nha, không phải Elizabeth mà là Elizabeth đó. Thành gửi hình đồng hồ này kia các kiểu, xong rồi người ta tỏ ra rất là quan tâm, rồi người ta nói là bây giờ sẽ chuyển tiền về cho Thành liền luôn để mà mua ngay, để mà sáng mai Thành sẽ ship qua cho em của họ ở bên chỗ quận 5 á. Thì gửi tiền về bằng cách nào? Là gửi qua ngân hàng đó. Cái người đó nói là đi ra ngân hàng ngay lúc đó luôn để gửi về cho Thành liền. Và trong cái quá trình mà đi ra ngân hàng đó thì họ chụp hình cái quá trình lại, đây anh em coi nè, hình đi ra ngân hàng nè, Bank of America luôn nha, và nói tiếng Anh hoàn toàn ha. Đó, nói tiếng Anh thì nó sang hơn, Thành nghĩ là cũng dễ lừa hơn đó. Rồi hình đã gửi tiền xong nè đó, và còn xin email của Thành nữa để mà trả về một cái email của Bank of America luôn. Đây, show cho anh em coi luôn nha. International transfer from US Bank of America to Vietnam Bank. Đại khái là nó giả danh là ngân hàng Mỹ gửi về đó, và ở trong đây nó sẽ ghi là số tiền mà 2.6 triệu là không có đủ để mà chuyển khoản quốc tế, cho nên là bạn cần phải chuyển vô đó thêm 1 triệu nữa để làm tròn cái số thành 3.6 triệu. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển lại cho bạn là 3.6 triệu. Đại khái nó nói vậy đó. Nó nói muốn chuyển từ Mỹ về Việt Nam phải tối thiểu là 3.6 triệu mới chuyển được à. Thì nó gửi cho Thành cái tài khoản nè, Chu Hồng Thanh nè, Bank Account nè, 28676807 nè, đó, ACB. Và muốn Thành chuyển cho nó 1 triệu à, để sau đó nhận được 3.6 triệu. Tuy nhiên Thành mới mở lên trên này thì Thành mới thấy Bank of America nhưng mà lại sử dụng địa chỉ mail là a@gmail.com. Thì cái chỗ này là một cái chỗ mà đáng nghi, mà chắc chắn là những cái ngân hàng lớn. Ví dụ anh em có Vietcombank hay là VPBank hay gì đó, họ gửi mail cho anh em thì chắc chắn cái đuôi của nó phải là vietcombank.com.vn hoặc là vpbank.com.vn gì đó. Tức là cái website của ngân hàng đó là gì thì cái địa chỉ đuôi mail á nó sẽ là như vậy luôn. Thì lúc này là Thành biết là xạo rồi. Lúc này là 12 giờ mấy khuya rồi. Tức là người ta
muốn chat lúc khuya như thế này để mình nè, người người bị lừa nè cảm thấy buồn ngủ để mà nó dễ thao túng mình hơn. Đó. Buồn ngủ thì là dễ đưa ra những cái quyết định sai lầm, dễ chuyển tiền cho nó hơn. Nếu như ai mà nhẹ dạ thì lúc này là đã chuyển vô cái tài khoản cho nó 1 triệu là coi như nó block bạn luôn. Đó, đó là cái hình thức lừa thứ hai. Và một hình thức nữa, đây một hình thức nữa đó, đó là Thành hay nhận được một cuộc điện thoại nói là bạn có một cái bưu kiện gửi qua đường Vietnam Post đó, nhưng mà nó sẽ bị tắt ở chỗ nào đó, nó sẽ bị tắt ở hải quan hay là nó bị tắt ở sân bay gì đó, và muốn mà để mình lấy được cái kiện hàng này về, mà thường những kiện hàng này là giá trị cao nha anh em, và đánh vào cái lòng tham của mình, và thường là mình không biết những cái kiện hàng này ở đâu, thì muốn mà lấy được những cái hàng đó ra là mình phải đóng thuế, đóng phí này kia, đại khái là nó muốn mình chuyển khoản vô một cái số tài khoản mà nó đưa đó, đại khái là thuế, phí hải quan gì đó, để mà mình chuyển, thì mình chuyển xong thì mình mắc lừa, vậy thôi, đơn giản vậy thôi, chẳng có món hàng nào cả, tất cả là do nó bịa ra. Cụ thể khi mà cái cuộc gọi nó gọi tới cho anh em thì sẽ là một cái giọng nói của tổng đài là có một kiện hàng gì đó đang chờ quý khách, quý khách bấm phím 6 để mà gặp tổng đài viên, thì sau đó mới có một cái tổng đài viên. Thành nghĩ cái tổng đài viên này chính là người lừa đảo đó, sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp với anh em, thì sẽ hỏi tên, hỏi địa chỉ này kia, thì Thành mới thấy đáng nghi. Nếu như mà họ biết là mình có cái kiện hàng thì họ phải có tên, có địa chỉ, số điện thoại của mình rồi chứ, đúng không? Tại sao lại phải hỏi lại? Vậy thì rất là cái cục, đúng không? Mà nếu như Vietnam Post mà có gửi hàng gì cho mình thì là phải tới tận nơi, đúng không? Phải có bill rồi này kia các kiểu, hoặc là gửi cái hàng đó thì phải, mình phải biết được người gửi là ai này kia. Đằng này mình không biết thì chắc chắn 100% là lừa đảo. Nên là chúng ta phải rất cẩn thận nha, đừng có vì ham những cái của trên trời rớt xuống mà bị thâm nha anh em. TikTok thì dạo gần đây á, nó rất là nổi đúng không? Và có rất là nhiều những cái bài đăng, ví dụ như là cần 10 người coi TikTok, bấm like, bấm tim, và lương là 400-500 gì đó một ngày. Đại khái là họ sẽ đưa cho anh em một cái nhiệm vụ gì đó để anh em làm ở trên TikTok chẳng hạn. Sau đó thì họ sẽ dẫn dắt anh em làm nhiều hơn, thêm các nhiệm vụ này, nhiệm vụ kia, và đóng thêm những khoản này, khoản kia để mới được nhận về. Thì có nhiều nạn nhân đã bị lừa kiểu này, và số tiền nó lên tới hàng trăm triệu luôn nha anh em. Trong một buổi thôi đó, một buổi chiều thôi mà lừa lên tới cả trăm triệu đồng. Thì Thành không biết, Thành chưa có dính cái kiểu này bao giờ, nhưng mà trên mạng là đã có những người bị dính rồi mà, và đã được chia sẻ khá là rộng rãi. Thì Thành nghĩ là chúng ta phải rất thận trọng khi mà chuyển tiền của mình cho một ai đó ha anh em. Bởi vì nếu như thực sự mà làm việc mà để mà người ta trả lương cho mình thì chẳng có lý do gì mà người ta muốn mình phải gửi một cái khoản phí hay gì, đồ gì cho người ta. Không có, không bao giờ có chuyện đó nha. Nếu mà Thành hay là bất kỳ ai đó thuê một cái người nào đó làm việc một cách chân chính thì mình sẽ chuyển khoản cho họ qua số tài khoản hay là đưa tiền mặt hay như nào đó, chứ chẳng bao giờ mà đi thuê ai mà kêu người ta lại đưa ngược tiền lại như mình hết, đúng không? Nên là anh em phải rất tỉnh táo trong chuyện này nha. Và để mà giúp cho những cái người xung quanh, những cái người anh em, bạn bè, cô chú bác, những người lớn tuổi, những người ít mà tham gia các cái mạng xã hội, để mà phòng tránh những cái trường hợp mà bị lừa đảo công nghệ cao như thế này, thì anh em hãy share những cái clip như thế này nè ra để cho người thân bạn bè mình coi, để họ phòng tránh nha. Đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh Kết Nối Người Dùng. Khi mà anh em like một cái video nào đó thì YouTube sẽ ngầm hiểu rằng là video này có ích, và họ sẽ đưa cái video này tới cho nhiều người biết hơn. Đó là cách mà YouTube làm. Cho nên là anh em đừng ngần ngại mà hãy bấm like nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và xin chào, hẹn gặp lại những clip sau.